Top những cổ phiếu tiềm năng mà các bạn có thể là theo dõi được, và đây chính là những cổ phiếu mà mình thấy ổn nhất để các bạn theo dõi được trong tuần sau ha. Ok, như vậy là VN-Index đã đóng cửa lại phiên cuối tuần, phiên thứ sáu. Thì các bạn thấy nè, cái phiên thứ sáu này thì VN-Index đóng cửa vẫn có một cái trạng thái tích cực, đó là gì ạ? Tích lũy được trên đường EMA 200. Thì các bạn biết là đường EMA 200 là một cái đường gì ạ? Đường trung bình các bạn nha. Đó, và cái đường trung bình này á, nó đại diện cho gì ạ? Khi nào mà cổ phiếu hoặc chỉ số á, nó nằm trên đường trung bình EMA 200, tức là đường màu tím tím chấm chấm này các bạn nè, thì nó thể hiện cho giờ cái trạng thái là xu hướng nó sẽ rơi vào trong cái trạng thái giờ uptrend trở lại các bạn nha. Ít nhất là nó sẽ có một cái đoạn tăng giá tiếp tục đối với lại câu chuyện thị trường. Tại vì á, đa phần mỗi khi mà thị trường á các bạn ạ, nó ở những cái nút thắt quan trọng như thế này nè. Đây. Các bạn thấy không ạ? Mỗi lần mà thị trường nha, nó gặp cái đường EMA 200 này nha, thì nó lại bắt đầu một cái xu hướng uptrend mới. Đó. Thì hiện tại chứng khoán Việt Nam ngày hôm nay chúng ta đã có bao nhiêu phiên nằm trên đường EMA 200 rồi các bạn ạ? Ok, các bạn theo dõi nè. Mình ví dụ nha, trong những phiên gần nhất á, là sau cái phiên vào ngày 4 tháng 12 nha, thì một phiên, hai phiên, ba phiên, bốn phiên, năm phiên rồi. Như vậy là VN-Index có khoảng 5 phiên đóng nến được trên đường EMA 200. Đó là một cái điều mà chúng ta cảm thấy rất là tích cực, đúng không ạ? Và cái phiên thứ sáu cách tuần á, thì các bạn thấy là cái chỉ số đóng góp vào phiên thứ sáu là những cổ phiếu nào, nhóm ngành nào? Đó là gì ạ? Ngân hàng các bạn ạ. Đó là gì ạ? Bán lẻ, dịch vụ tài chính ha, rồi bất động sản, sản xuất thực phẩm. Như vậy là ngày hôm hôm thứ sáu thì chỉ số đóng cửa tại 1.124,44 điểm, tức là tăng khoảng 0.26%, và trong số lượng mã tăng thì có khoảng là 283 mã tăng và số lượng mã giảm là 221, tức là cái tỷ lệ số lượng mã xanh điểm nó nhiều hơn. Ok. Rồi, các bạn thấy nha, trong phiên thứ sáu đóng tuần á, là có một cái điều là gì ạ? Có một cái điều như thế này nè, là nước ngoài vẫn bán ròng nhưng mà cái tốc độ và cái mức độ ngày hôm phiên thứ sáu nước ngoài bán ròng á, nó không quá mạnh mẽ như với những phiên trước á. Tức là phiên thứ sáu đó đóng tuần lại ha, nó chỉ bán ròng khoảng là 452 triệu, xin lỗi mọi người, 452 tỷ. Ok. Thì thông thường những cái phiên trước các bạn nhìn nè ha, thì nó lại bán ròng rất là mạnh vào phiên ngày 5 tháng 12, rồi sau đó là giờ ngày 6 tháng 12, ngày 7 tháng 12 khoảng 800 tỷ. Nhưng mà ngày hôm nay thì đâu đó nó bằng 1/2 của ngày hôm trước. Thì rõ ràng là giờ chúng ta đang thấy là cái mức độ bán ròng nó đang nhẹ dần ha. Ok. Rồi. Cái tác động biến động với lại thị trường đó các bạn ạ. Thì hôm thứ sáu á, thì khi nước ngoài mình vừa chia sẻ xong rồi, cái tác động VN-Index thì rõ ràng là giờ có BIDV đóng góp vào chỉ số tăng điểm nè, có Masan bán lẻ nha, MWG bán lẻ nè, Vinamilk nè, rồi VRE Liên Việt Postbank nha. Còn ở và bên cạnh đó là có nhóm thép là Hòa Phát. Còn ở chiều giảm điểm thì về các bạn thấy à, Gas, STB, GVR là Vietcombank. Nhìn chung á thì các bạn thấy trong phiên thứ sáu nha, đâu đó là giờ cái số lượng mã xanh thì mình vừa chia sẻ là 283, tức là nó vẫn đang có một cái kèo là giờ chênh lệch về ấy. Đối với một cái phiên mà chúng ta vừa trải qua vào một cái phiên giảm điểm mạnh trước đó, xin lỗi mọi người, một cái phiên giảm đâu đó là bao nhiêu điểm các bạn, sorry nha, vào phiên thứ năm là giảm đâu đó là khoảng 0.44%, và một cái phiên này là khớp lệnh hơn tỷ đô, tức là 27-28 nghìn tỷ, đúng không ạ? 1 tỷ mấy, 1 tỷ 3 triệu, 1 tỷ 3 cổ phiếu mà. Và cái phiên này nè, với một cái phiên thứ sáu mà nó đóng tuần như vậy và nó đã vẫn giữ được cái trạng thái tích cực như vậy là mình nghĩ là ổn nha. Và đây là một cái trạng thái cụm nến doji mà mình có chia sẻ nè, thì ít nhất á bây giờ nha, nó vẫn giữ được trên cái đường EMA 200, và đường EMA 20 nó sẽ từ 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 nhá, tịnh tiến bò bò lên dần như vậy các bạn nè, và nó phải xuất hiện được nhiều khoảng 3 4 cái giờ cái mẫu hình nến doji chỗ này để nó về nó và để nó xuất hiện cái áp lực, cái xung lực để nó phá vỡ cái mẫu hình này, tức là cái hình hộp chữ nhật nha, tức là nó sẽ vượt qua 1.130 này thì thật sự nó sẽ đi lên rất là ok. Và nếu mà thật sự nó vượt qua cái cú này, và hiện tại mình đang thấy chúng ở Việt Nam đang vận động theo cái cách này, và theo lẽ thông thường á, nếu chúng ta kể đây là một cái đường trendline các bạn nha, đấy, ok không ạ? Ok. Thì rõ ràng cái cụm nến hiện tại là chúng ta vẫn đang rất gần đường trendline, tức là nếu nó bắt đầu một cái chu kỳ sóng tăng giá mạnh đó các bạn nha, ok như thế này nè, thì rõ ràng đây sẽ là cái đoạn chân sóng của cái nhịp sóng bullback vừa rồi, tức là cái đoạn mà nó kéo ngược trở lại quanh 1.175 và nó đang tăng lên. Ok, các bạn rõ câu chuyện chưa? Ok. Rồi, thì đó là cái điều mà chúng ta đang đang view về cái thị trường chung nha. Ok. Rồi.
Và mình hy vọng là như thế này nè, nó sẽ tạo ra khoảng là 3-4 cái mẫu nến doji để sau đó là gì ạ, nó có một cái thật sự là giờ có một cái trạng thái tích cực nữa để nó đẩy dòng tiền và nó vượt qua cái mẫu hình này, thì chúng ta sẽ có một cái nhịp tăng mới đâu đó là khoảng bao nhiêu điểm để mình xem nha. Mình ước lượng là 1075, ví dụ như ở đây là 1135, 1125 như là khoảng 50, thì nó sẽ có thêm một cái nhịp là từ đây lên khoảng về 1000. Nếu mà trường hợp tích cực á ha, thì mình thấy á nó sẽ đều đi theo từng cái lộ trình đầu tiên nha, thì nó sẽ test trở lại cái kháng cự chỗ này nè các bạn nè, 1100, 1160 đúng không ạ, quanh quanh chỗ này nè ha, đây sẽ là cái đoạn mà nó có thể là test ngược trở lại, ok không ạ, và nó sẽ đi thêm một cái nhịp nữa về đây. Thì đối với trường hợp mà khi nó test trở lại về đây thì rõ ràng là các bạn có đầu cơ, các bạn có đánh T cộng vân vân, thì các bạn vẫn có gì ạ, thể là chốt lợi nhuận được ha. Và sau đó thì mình sẽ kỳ vọng một cái nhịp tiếp theo là thị trường có thể là kéo lại cái trạng thái trên này nè, ok không ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn qua câu chuyện của thị trường thế giới như thế nào trong cái tuần vừa qua và trong bối cảnh hiện tại nè. Các bạn thấy nha, chứng khoán của Đức các bạn tăng dã man không? Đây, đây là chứng khoán của Đức rồi nha, tăng vượt đỉnh luôn. Còn chứng khoán Việt Nam mình là mới đang nằm ở khu vực này à. Đó, ông Việt Nam mình đang nằm ở vùng này nè các bạn nè. Còn chứng khoán Đức tăng nè, Dow Jones tăng lên tút lên trên này các bạn nè. Đó. Các bạn thấy kinh không? Dow Jones nè. Còn con ngó cái ông Việt Nam chúng ta rất là khổ tâm à. Đây. À, Việt Nam mới vẫn đang quanh quẩn vùng này à. Thì nếu mà trường hợp nha, nó tích lũy đủ cái động lượng xong á, thì cái hành động giá nó sẽ rất là dễ thoát cái hộp giá mình vừa chia sẻ. Ok. Rồi KOSPI Hàn Quốc là ngày hôm nay cũng tăng là đa phần nó đã vượt qua cái vùng này rồi. Rồi giờ Nikkei 225 của Nhật Bản nha, thì nó cũng giờ sau một cái trạng thái này thì ông này đang test ngược trở lại, và thông thường nhá, ông này ông sẽ test trở lại đâu đó là khoảng 40 đến 60%, tức là nó sẽ test rơi vào đoạn đây đây các bạn ạ, 0.5 Fibonacci, hoặc là nó về đây, thì đây sẽ là một trong những cái trạng thái gì ạ, test tích tích lũy trở lại một cái đoạn sóng kéo ngược nha. Rồi khi nào nó xuất hiện những tín hiệu mà bật tăng lên trở lại á, thì việc ít nhất là chứng khoán của Mỹ nè, châu Âu nè, rồi Nhật Bản, Hàn Quốc này nọ là đều khá là tốt, tích cực nha. Còn Việt Nam chúng ta thì thật sự là chúng ta vẫn đang tích lũy ở cái vùng động lượng này, thì chúng ta cũng hy vọng là có một cái trạng thái giờ nó đẩy cho dứt khoát qua luôn cái kháng cự này thì chúng ta sẽ rất là ok. Và sau này 1130 nó sẽ là cái vùng hỗ trợ tiếp theo của thị trường nha. Ok, đó là câu chuyện của góc nhìn về VN-Index. Và đến lúc này thì mình vẫn thấy nha, VN-Index nó vẫn đang bám sát cái đường trendline này nè các bạn nè. Đây, đây là đường trendline nha. Như vậy khi mà còn trên line là chúng ta còn chơi được không ạ? À? Còn đúng không ạ? Và rõ ràng và cái thế thì hiện tại là đang có một cái trạng thái gì ạ? Đáy sau. Đó, đang cao hơn đáy trước đó nè. Ok, rồi. Thì trong phiên dịch ngày hôm nay thì vào buổi sáng mình có chia sẻ với mọi người liền, đó là những cái câu chuyện là VN-Index hiện tại đang tích lũy trên đường EMA 200 và những cái lý do tại sao mà thị trường nó giảm nè. Ba cái lý do mà khối lượng khớp lệnh khủng như ngày hôm qua, đó là lý do thứ nhất á, là giờ mình có chia sẻ nè. Thật ra là do ở một cái vùng kháng cự hoặc là cái vùng hỗ trợ đường EMA 200, đường EMA 20, 50 các bạn, thì cái việc mà nhà đầu tư người ta cứ nghĩ đó là kháng cự, người ta bán là bình thường, hoặc là nhà đầu tư nghĩ đó là hỗ trợ thì người ta sẽ vào. Thì chính vì hai cái lực lượng này giờ các bạn, nó cân cân đối với nhau, cân bằng với nhau nha, cho nên là giờ nó thể hiện được cái xung lực như vậy. Ok, chỉ cần là thị trường này nó bứt ra khỏi cái vùng hộp chỗ này nha, thì thật sự nó rất là đẹp để nó xóa bỏ luôn cái tư tưởng là gì ạ, là đây sẽ là một cái đỉnh số 2. Ok, đó. Rồi, tiếp theo là do một phần là do ngày 4 tháng 12 là nhiều cái đội nhóm người ta mua vùng giá rất là cao như thế này. Thì sau đó có trường hợp mà ngày hôm qua các bạn, khi người ta thấy vol to, bắt đầu thấy thấy khối lượng buổi sáng mà nó khớp lệnh á, đặc biệt là có câu chuyện của nhóm chứng khoán đúng không ạ, thì lúc đó người ta bán luôn. Thì sau khi cái động thái mà người ta bán như vậy thì vô hình chung là thị trường nó cùng giảm. Ok, xin lỗi mọi người, là cái khối lượng nó càng ngày càng được bán ra ở khắp tất cả nhiều nhóm ngành. Nhưng mà sau đó là chúng ta thấy một cái trạng thái gì ạ, rút chân lên đóng rất là đẹp ha, và ngày hôm nay cũng có một cái trạng thái là gì ạ, đóng cửa được trên cái đường này. Ok, thì ít nhất lúc này ở đây sẽ là một trong những cái hỗ trợ tiềm năng ha. Ở trên khung tuần thì chúng ta phải nhìn nhận là đóng cửa vào một cái cây nến tuần này, cây nến đẹp ha, nó không phải là cây nến xấu đúng không ạ, bởi vì cái trạng thái đóng cửa nó vẫn đang nằm cái thân nến đó các bạn, nó vẫn đang chiếm cái độ dài khá là to, khá là cao. Cái thứ hai là nó vẫn đang nằm trên được cái đường EMA 10 tuần, như vậy là rất là lâu rồi là chúng ta mới có một cái trạng thái gì ạ, cái VN-Index nó đang vượt qua được cái đường EMA 10 tuần ha.
thì nó sẽ giống như cái chỗ này nè các bạn nè. Mình nghĩ nó sẽ giống như chỗ này nha. Ok. Và khi mà nó tái tích lũy quanh cái vùng EMA 10 tuần ha, thì nó sẽ rất là dễ có động lượng, nó bật tăng lên tiếp tục ha. Ok. Và đó là cái tư duy mà chúng ta đang thấy hiện tại, đóng kết tuần ok. Và trong cái phiên giao dịch ngày hôm thứ sáu thì các bạn thấy một điều như thế này nè, là thị trường mình có chia sẻ vào buổi sáng ngày hôm nay luôn nè, kết thúc phiên hôm qua nó rút chân đúng không ạ, thì giá thấp nhất tức là cái râu nến ngày hôm qua nó sẽ là những cái hỗ trợ trong cái giai đoạn lúc này gần nhất các bạn nha. Và mình thấy là nha, sáng ngày hôm nay có chia sẻ rất là rõ nè, nhóm thép đó thể hiện được cái sức mạnh trong ngày hôm qua, tức là cái phiên mà giảm có vol to nhất là Hòa Phát rất là dễ nổ súng, sẽ đẩy câu chuyện của Nam Kim, Hoa Sen, VGS luôn. Thì y như rằng là gì ạ, vừa nói xong là các bạn biết là vào buổi sáng sớm nha, thì bạn thấy là gì ạ, vừa vô cái là nhóm thép nổ súng luôn mà. Lúc đó là gì ạ, thép Hòa Phát về giá, rồi có Bom nè, Tím Trần nè ha, Hoa Sen kéo nè, rồi Nam Kim kéo nè, rồi TVN, rồi VGS nè các bạn nha. Thì khá là nhiều cổ phiếu nhóm chứng khoán, nhóm thép ngày hôm nay là gì ạ, ở phiên sáng rất là đẹp. Và các bạn thấy mà, đây Hòa Phát ngày hôm nay đẹp như mơ luôn, nhưng mà do cái gì các bạn biết mà, thật ra là cũng do một phần là câu chuyện của thị trường cuối tuần các bạn, phiên thứ sáu nha, cho nên nó vô hình chung nó tạo thành một cái áp lực là nó không tăng điểm mỹ mãn ha, và nó vừa mới vượt ra khỏi cái dãy bully seven, tức là vùng giá khoảng đâu đó là 27.9, nhưng bắt đầu chúng ta thấy cái dòng tiền vào rất là khỏe nè. Chỉ cần là gì ạ, cái hành động đường EMA nó sẽ quanh cái hộp giá này nha, và mình nghĩ á nó sẽ chờ cái hành động của đường EMA 20 này kéo lên dần và nó sẽ tăng. Thì đó là cái câu chuyện của nhóm thép. Và nhóm thép hiện tại nó đã vượt ra khỏi cái hộp giá này quanh vùng giá khoảng 27.5, thì đó sẽ là những cái vùng hỗ trợ tiềm năng của cổ phiếu ha. Ok. Thì các bạn thấy là mọi người bấm tiền like cho nó rất là nhiều. Ví dụ như ngày hôm nay nè, TLH nè, tính siêu cái rồi các bạn. Ok, nhưng mà thật sự là do ông này ông chạm lại, ông thoát ra khỏi cái dãy bully band rồi, cho nên là ông phải đóng phiên, ông quay trở lại bên trong ha. Chứ thật sự là chúng ta đang thấy cái mẫu hình là vai đầu vai khá là đẹp đúng không ạ? Hôm nay dòng tiền vào nè, ví dụ như là TLH nha, thì ông này sẽ tích lũy một thời gian và các bạn, mình tin là nó sẽ kéo lên một cái nhịp nữa, và mình đang kỳ vọng như vậy ha. Ok, bởi vì nó có những cái đoạn là gì ạ? Vai phải nè, vai trái nè, và cái hành động giá bứt ra khỏi cái đường viền cổ ha. Rồi, tức là nó bứt ra khỏi cái phạm vi vùng giá đâu đó là 8.1. Ok, tiếp theo là các bạn thấy là gì ạ? Bom ngày hôm nay của nhóm thép cũng tăng đẹp rồi các bạn nè. Đó. Tại vì đây là một cái trạng thái gì ạ? Bật tăng từ cái gì ạ? Từ cái hỗ trợ bên dưới nè. Đó, đúng không ạ? Rồi, đó là cổ phiếu Bom ha, dòng ông thép. SMC các bạn nè, cũng thép luôn nha, và nó cũng có cái trạng thái bật tăng rồi. TVN các bạn nè, nhưng mà do cái đóng cửa cuối phiên là do cái áp lực của Hòa Phát nói riêng, và thị trường phiên, mình nghĩ là phiên thứ sáu này nó sẽ có những cái áp lực mà người ta lo vào phiên cuối tuần thôi các bạn ạ. Chứ thật sự bản chất là giờ nhóm thép ngày hôm nay đẹp các bạn nha. Mặc dù là khối lượng của Nam Kim, đây Nam Kim và Hoa Sen, thật sự là giờ Hoa Sen thì ngày hôm nay bị bán rác hơn cả Nam Kim các bạn ạ. Và thật sự là trước đó một phiên á, là ông này đã lấy lại cái gap này rồi nè ha, tức là cái gap tròn tròn mà mình vừa chia sẻ nè. Thì bản chất có lẽ là ông này sẽ phải như thế nào các bạn, sẽ chờ cái đường EMA này nó tỉnh tiến lên dần ha, và nó đi từ từ để nó bật tăng. Thì mình nghĩ đây sẽ là một trong những cổ phiếu tiềm năng mà các bạn có thể mua được đối với những ai chưa mua ha các bạn nha. Bởi vì rõ ràng mình cũng đánh giá là hiện tại nhóm thép đã có dòng tiền vào đúng không ạ, đã có dòng tiền vào ha, lắp gáp cũng đã lắp gáp luôn rồi. Ok, thì hy vọng là gì ạ, nó sẽ tái tích lũy cân bằng mới đó, cái hành động giá như thế này, và nó sẽ bật tăng lên ha. Thì đối với những mà ai mà chưa mua thì các bạn chấp nhận thôi, là giờ đu xanh thì đừng có đu, nhưng mà khi mà giá mà nó giờ có những cái đoạn mà rung lắp đỏ thì mình nghĩ là có thể là mua được. Nam Kim cũng tương tự như vậy nữa, ok không ạ? Nó cũng đang tìm gần vùng đỉnh và ngày hôm nay nó bị bán, thật sự cái vol nó cũng đỡ hơn là Hoa Sen một tí, cho nên đây sẽ là cái cổ phiếu mà mình có cho mọi người trong group VIP là có nắm và đã mua từ những vùng giá rất là đẹp, và chúng ta tiếp tục nắm giữ ha. Chắc có lẽ là nó sẽ kéo cái đường EMA 20 này đi từ từ lên để cái hành động giá nó sát lại để tạo sự cân bằng và nó bứt phá ha. Thì đó là cái góc nhìn của Thái. Ok rồi, ngày hôm nay thật sự thì nó cũng không có phá đáy ngày hôm trước, tức là quanh vùng giá đâu đó là giờ 23.3 vẫn giữ nguyên. Ok rồi, đó là nhóm thép
Nhóm thép thậm chí là tiền lớn thì mình nghĩ là các bạn vẫn có thể là mua được, đối với những ai mà chưa chịu mua giá thấp dưới này nè, thì rõ ràng bây giờ là mọi người chỉ có thể là rải ra, nếu có khẩu vị á, không đu giá cao như phiên sáng ngày hôm nay mà nó tăng lên 18 chấm mấy các bạn, 28.2, 8.325 á, không mua. Nhưng mà khi trường hợp nó test trả lại giá đỏ thì mình nghĩ là nên có thể là mua được. Thì đó chính là những cổ phiếu tiềm năng đầu tiên ha. Rồi tiếp theo thì các bạn thấy nè, trong phiên giao dịch hôm thứ sáu thì các bạn thấy là giờ có Thế Giới Di Động là cổ phiếu của nhóm bán lẻ tăng điểm nè. Ok rồi, ok ha. Rồi giờ rồi Liên Việt Postbank là nhóm ngân hàng này nha, đó là nhóm ngân hàng mà mình đã nói rồi, trong những phiên vừa qua nhóm ngân hàng đã có dòng tiền vào, và mình có nói với bạn là ở đâu mà có khó thì ở đó có nhóm bank. Mà khi nhóm banh này mà vào tiền thì thật sự là về nó đỡ cái câu chuyện rủi ro cho thị trường, và nó làm cái công tác tư tưởng và định hướng chiến lược cho thị trường được ha, nhất là cái khâu về tâm lý á, đúng không? Tiếc nè, ok, đó là một trong những cổ phiếu tăng giá rất là tốt trong ngày hôm nay như VRE các bạn nè, là cái trạng thái gì à? Bật tăng từ này giá thấp, và cái nhóm này là cái nhóm bán lẻ cuối năm là Masan các bạn này, hàng Tết. Thì trong phiên sáng thì mình có chia sẻ đây, đây là các bạn nè, trong buổi sáng ngày hôm nay thì mình có note cho mọi người trong group viết Masan bán lẻ hàng Tết, tức là chưa vào phiên á, thoát trên giảm rồi nè, có thể sẽ mở ra một cái xu hướng tăng mới sau phiên hôm qua này ha, và sau một cái phiên khớp lệnh khủng bật tăng từ đường MA20 và nó thoát luôn cái đường trendline chỗ này nè, đó, ok. Và sẵn đây thì anh chị nào muốn vào trong group VIP để nhận được những cái bản tin giao dịch như thế này, và thật sự là khi có những vùng mua điểm mua thì mình sẽ cập nhật rất là kịp thời cho mọi người nha. Ok, cũng giống như là mọi người có vào trong group VIP thì mình có chia sẻ và mình nhận được rất là nhiều câu hỏi á. Thì Thái Ngô chỉ đồng hành với mọi người 6 tháng hoặc 1 năm, thường là như vậy, và thu một cái mức phí rất là tượng trưng, đó là giờ 6 tháng là 4 triệu hoặc 1 năm là 7 triệu nha. Ok, tiếp theo thì trong phiên sáng ngày hôm nay ngay khúc mà Nam Kim tăng 4% các bạn, thì mình nghĩ là ngon rồi, nhưng mà mình cũng không bán luôn. Thật sự trong ngày hôm nay là Nam Kim là nói chung là nhóm thép mình cầm ok, tại vì vị thế đã đẹp rồi. Nói chung là bây giờ không sợ gì nữa các bạn, cứ để cho nó chạy, hoặc nó chạy lãi, hoặc nó va đập các kiểu thôi. Cho nên là khi nó kéo qua thì mình không bán, vì mình ở đây á, mình dự trù á, nó sẽ đi một cái nhịp nữa ha, là khoảng là 15-20% ha, thì tới cái phạm vi đó thì mình mới bán. Thì đó là góc nhìn của Thái, tại vì mình cũng đang kỳ vọng đây sẽ là một cái mẫu hình là giờ cốc tay cầm ok, và khi nó tăng lên thì nó sẽ còn một cái nhịp tăng lên như thế này nữa đó. Về đâu đó là giờ ít nhất thì mình nghĩ á, mình thấy nha, chắc có khả năng thì bèo bèo nó cũng phải về lại được cái vùng đâu đó là giờ 27-28 chẳng hạn vậy. Ok rồi, thì đó là nhóm thép trong ngày hôm nay là chia sẻ với mọi người. Rồi chúc mừng cả nhà là mọi người bắn tim rất là nhiều, 2000 quả tim nữa các bạn nè. Ok rồi, và buổi sáng mình có chia sẻ như thế này nè, ít nhất là trong cái phiên vào VN-Index như vậy á, ít nhất là phiên như ngày hôm qua ha, thì trong phiên ngày hôm nay thì nó phải có một vài tiêu chí sau đây. Thứ nhất là những cổ phiếu mà nhóm ngành bị giảm điểm á, nó phải tái tích lũy trở lại, đừng đóng nến quá xấu. Thứ hai á là nó phải có thêm cái câu chuyện là những cái nhóm ngành như là thép, như là bán lẻ, như là cái cổ phiếu đầu bất động sản công nghiệp, mà cái nhóm ngành nào mới trội trội xíu mà nó phải có giữ sắc xanh, hoặc là nó có những cái giai đoạn gì bùng nổ, thì nó làm cho cái cảm giác và tâm lý của nhà đầu tư nó sẽ được nêu lại và nó sẽ ổn các bạn nha. Đó, cho nên là ngày hôm nay nó đạt được cái trạng thái như vậy là cũng là tích cực đúng không ạ, ngày cuối tuần á, đúng không ạ, chứ không mà nó giảm sắp mặt lời mà đồng thuận những giống nhảm thì chúng ta mới lo, các bạn có công nhận điều đó không? Cho nên thật sự đây vẫn là một cái trạng thái tích cực của thị trường ha. Có một cái điều duy nhất mà chúng ta hơi ngại, đó là do câu chuyện của tay bán ròng quá mạnh. Ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi qua tiếp theo là những cổ phiếu ngày hôm nay tăng giá mạnh như là BOM nè, TLH các bạn, đa phần là nhóm cổ phiếu giờ thép nè, rồi có dòng ngân hàng nè, như là BIDV các bạn ạ, nó tăng giá như vậy, nó kéo nổi như vậy thì nó đang cũng cố gắng tạo thành một cái mẫu hình gì cốc tay cầm các bạn ạ. Đó thì thật sự là mình đang thấy là dòng tiền cũng đang vào những cái nhóm ngành như vậy rồi, cho nên là đặc biệt là nhóm ngân hàng thì thật sự chúng ta có cái niềm tin nó sẽ một cái sự đánh cược nó cao, đúng không ạ, rõ ràng. Ok, và liên tục là những cổ phiếu như là Remasan, MWG, hoặc là nó có sự luân phiên của những cổ phiếu trụ, cho nên cũng là một cái điều tích cực cho thị trường mà chúng ta đang nhìn ở bối cảnh hiện tại. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong phân tích của những cái nhóm ngành tiếp theo nha, để chúng ta sẽ coi ra đâu là những cái cổ phiếu tiềm năng nhất cho các bạn có thể là
mở được vị thế hoặc là có muốn mua được trong tuần sau. Ok, xin chào các anh chị đến với lại kênh YouTube Chứng khoán Có Thể Ngồi nha. Xin chào các anh chị bên Nhật Bản, ở Hàn Quốc, ở Đài Loan, tất cả cô chú bên Mỹ cùng toàn thể mọi người khắp cả ba miền Việt Nam nha. Tại sao Thái Ngô có một cái lời chào này? Bởi vì là rất là nhiều anh chị trong group VIP của Thái làm việc ở khắp mọi nơi ha. Rồi, ở Việt Nam cũng có, ở nước ngoài cũng có. Ok, rồi. À, như vậy Thái rất là vui, và các bạn đừng quên là bấm cho Thái một nút like, thả tim video này ha, để các bạn có nhiều kiến thức thực chiến nè. Ai muốn vào group VIP thì chủ động nhắn tin Zalo cho Thái. À, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái trạng thái phân tích. À, đúng không? Đây. Mình ví dụ nhóm ngân hàng như là SHB các bạn. SHB hiện tại thì nó vẫn đang trong trạng thái là trên đường trend line, vẫn cứ lình xình lình xài các bạn nha, chưa có gì tích cực cả. Nhưng mà chỉ cần giờ cái hành động mà nó vượt qua cái chỗ khi nó bật tăng đóng nến được trên cái vùng giá mà của giờ 10, mình thấy khoảng 11.2, tức là dòng tiền nó đã vào rồi nè. Nhóm ngân hàng thật sự nó đang có tiền rồi các bạn ạ. Thật sự luôn. Và nó đang bám sát từ từ cái trend này để mình nghĩ là nó sẽ có hành động tăng lên ha. Cho nên đối với những nhà đầu tư mà mua nhóm banh thì thật sự đây sẽ là cái đoạn mà nó đang rất là gần cái đáy hai nè. Cho nên các bạn sẽ đỡ. Vì thế ok, đẹp. Có muốn mua thì nên tranh thủ nha. Hoặc là STB. STB thì thật sự là đang trong một cái hộp như thế này nha. Và cái hành động giá này nó muốn ổn các bạn. Nó phải tích lũy được trên cái vùng hộp này nha. Để nó tích lũy được qua cái đường MA20 rồi sau đó bung bách ngược trở lại. Nó tạo ra những cái cụm nến thì mới ok được. Còn bây giờ hiện tại thì nó vẫn đang trong một cái hành trình, giờ trong cái hộp này đang lên sình, không tốt, không đẹp bằng những cái cổ phiếu khác. Dù như Exim Bank thì các bạn thấy mà khỏe nè. À, khi mà cổ phiếu bật tăng lên test ngược trở lại đúng không ạ? Ok, đang đóng đến được trên những cái cụm nến này và dòng tiền cũng đang vào Exim Bank dòng tiền đang vào Exim Bank này ha. Thì những cổ phiếu này chỉ cần nó nổ xuống một cái thôi. Đúng không ạ? Nó vượt qua cái vùng kháng cự chỗ này nè thì nó sẽ có một cái nhịp tăng giá mới các bạn ạ. Bây giờ nó chỉ cần là hành động của đường MA20 nó sẽ siết chặt nền giá lại và một cái cú thoát chỗ này. Thì khi mà cái nhóm này nó nổ thì thật sự là giờ VN-Index nó sẽ tăng theo các bạn nha. Ok, Liên Việt Boss Bank ngày hôm nay cũng tăng giá rất là đẹp. Thì cái câu chuyện hiện tại ha, nó không có cái điểm mua an toàn, nó đang tìm gần lại vùng kháng cự nè. Vùng kháng cự nè các bạn nè. Ok, thì đối với những anh chị mà muốn mua mới á, hoặc là các anh chị đang cầm thì mình nghĩ đây sẽ là vùng chốt lãi tạm thời. Rồi sau đó nó sẽ đi ngang tích lũy lình xình ha, để nó kéo những cái đường phạm vi giá là nó kéo giờ cái giai đoạn mà đi ngang kéo cái đường MA20 này từ từ tỉnh tiến lên dần ha. Và lúc đó các bạn sẽ có những cái cơn sóng là bắt ngược trở lại. Ok, và chúng ta sẽ coi những cái vị thế thiết lập mới ha. Đây chính là cái vị thế vào hàng của nó vào cái ngày 6 tháng 12 các bạn. Bây giờ nó trượt qua điểm mua rồi không mua ha. Ok, đó là những cái góc nhìn mà rất là thực chiến để cho mọi người là theo dõi được. Trong nhóm này thì các bạn cũng có thể là chú ý này, VAB mẫu hình của vai đầu vai ngược này các bạn nè. Đó, đúng không các bạn? Dòng tiền đã vào mấy hôm nay rồi. Bản chất là giờ nó, mình nghĩ các bạn, dòng tiền đã vào rồi thì những cái rung lắc mà nó đang đóng đến được trên đường MA20, tức là cái vùng giá chỗ này nè ha. Ai chưa mua thì có thể mua được. Và khi mà trạng thái thị trường nó có những cổ phiếu mà nó có dáng dấp như vậy thì mình nghiêng về kịch bản tích cực nhiều hơn. Ok, đó là nhóm ngân hàng nha. Nếu có mua thì các bạn chú ý là giờ Exim Bank rồi giờ VIB gì thôi ha. Hoặc là MSB, nhưng mà thôi ưu tiên hai cái thôi. Rồi giờ chứng khoán thì các bạn thấy nè, VIX thì nói chung là những cổ phiếu này nè các bạn ạ, nó phải cần thời gian rồi đúng không ạ. Đây là mẫu hình là vai đầu vai các bạn nha. Thì mình thấy như thế này, đối với một cái trạng thái mà giờ nó đang đây VIX này các bạn. Ok, thì hiện tại nha, nó đã test trở lại một cái vùng vùng lắp gáp trước đó của nó. Nó lắp lại cái gáp này, tức là cái gáp hưng phấn vào ngày 4 tháng 12. Nó tăng giá lên từ vùng giá đâu đó là giờ khoảng là 16.5, rồi kéo lên tí xíu là từ 16.4 các bạn, kéo lên phát là 16.6. Sau đó là cái cây đến ngày 14 tháng 2, ngày 4 tháng 12 các bạn, nó kéo một phát, một là cái giá mở cửa là rơi là về vùng giá khoảng 17.15 này các bạn. Thì đối với hiện tại nha, thì thật sự mà nói ông này xấu thì không xấu, nhưng mà nó phải có một cái giai đoạn tích lũy nền giá lại các bạn ạ. Thì khi nó tích lũy nền giá lại thì đối với những ai mà chưa mua thì mình nghĩ á, những cái trạng thái biến động như vậy các bạn mua. Còn đối với lại trong group viết thì mình đã cho anh chị là mua những vùng giá dưới cái này rồi. Dưới cái gì ạ? Dưới 16. Thì lúc đó bây giờ các bạn này có một cái vị thế rất là đẹp, không có gì phải lo cả nha. Và những cổ phiếu này nó phải tích lũy lại. Ok, VND cũng tương tự như vậy nha. Kéo lên đúng không ạ, kéo lên sau đó là giờ lắp lại cái gap mà nó đã
mở trước đó nè, ok, đó, lắp lại cái gáp này rồi nha, ok. Và chắc có lẽ giờ nó sẽ cần một cái thời gian nữa. Đường đây các bạn, đường trend line nó đang đánh test trở lại đường trend line như thế này. Các bạn thấy không ạ? Đó, đường trend line nè. Ok các anh chị đừng quên là bấm cho Thái một nút like nha. Ok, thả tim video và nhớ và bình luận ở YouTube nè. Thì các anh chị thấy nè, nó sẽ như thế này. Và khi nó giữ được cái đường trend line này nha thì rõ ràng là giờ hành động giá nó sẽ tiếp tục tăng nữa ha. À, và mình cũng kỳ vọng là giờ cái vùng giá mà hỗ trợ gần nhất của nó là quanh đâu đó là 21.3 chẳng hạn nha. Nếu mà trường hợp nó có rơi về đó thật sự là giờ nó sẽ có cái lực cầu và mình tin là nó sẽ giữ giá. Và những anh chị nào muốn mua trở lại thì thật sự là các bạn phải có một cái giai đoạn tích lũy nữa. Mình đang thấy cái màu này là cái màu tích lũy nha. Và thật sự để xấu hay không thì mình thấy đánh giá là hiện tại á, dòng tiền nó đã vào rồi, cho nên thì mình nghĩ nó sẽ còn một cái nhịp tăng nữa nha. À, đúng không ạ? Ít chứ nó sẽ kéo trở lại vùng đỉnh như thế này nè ha. Rồi SHS thì các bạn thấy là trong giai đoạn vừa qua nó đã thoát ra khỏi cái kháng cự là 18.5. Thì bây giờ các bạn biết không, nó test ngược trở lại là bình thường các bạn. Thì thông thường đây sẽ là những cái điểm mà khi nó quay test trở lại kết hợp với đường MA20 ha, và có trạng thái bật tăng lên thì các bạn có thể là mua được cái điểm này nè. Đó, ok. Và ví dụ như nó test trở lại vùng giá đâu đó là gần như 18.x á, thì lúc đó ha, thì các bạn có thể là canh rung lắc mà mua. Nói chung giai đoạn này thì mình không biết nói sao cho các bạn hiểu được. Nhưng mà nếu các bạn có muốn mua nha thì các bạn cứ canh giá đỏ các bạn tham gia, rồi sau đó từ từ nó sẽ có những cái vùng mua an toàn hơn, những cái điểm mua mới xuất hiện chuẩn hơn đó. Còn trước mắt cứ lấy vị thế là mình nói rồi, cứ giá đỏ hoặc là giá test trở lại những cái vùng rất là quan trọng thì các bạn có quyền là enter cho nó hay. VCA ngày hôm nay nó cũng test trở lại được MA20 các bạn nè. Rồi MBS nè, nó cũng test trở lại được MA20 rồi bật ha. Ok. ORS nè các bạn nè. Nói chung những cổ phiếu này là trước đó mình đã cho mọi người mua giá khá là thấp rồi, bây giờ mọi người có thì cứ nắm giữ thôi. Rồi CTF nè các bạn nè, đa số nhóm cổ phiếu chứng khoán đều test nha. Ngay cả như FTS nó cũng đang test trở lại các bạn ạ. Nó cũng đang test trở lại nha. Ok. AGR nè các bạn nè, nó cũng đang test trở lại ha. Nếu mà trường hợp nó tích lũy đẹp nữa là test trở lại vùng giá khoảng 15.6 rồi, nó tích lũy dài phiên nha. Rồi rút chân là quá đẹp. Ok, thì đó sẽ là những cổ phiếu mà các bạn có thể là canh mua khi nó rung lắc được. Bất động sản như đất xanh ngày hôm nay nè, ví dụ trường hợp của đất xanh nha, mình có mua quanh vùng giá chỗ này nè ha, rồi lên trên đây mình mua tí xíu bởi vì nó đạt cái phong cách của mình mua. Nhưng mà giờ do cái áp lực của tin tức là nào là giờ ông này phát hành thêm giấy ABC đó, thì rõ ràng bây giờ hành động giá đang nằm dưới đường MA20, nhưng mà nó vẫn đang nằm ở trên cái đường trend line các bạn. Cho nên là mình không có động thái là bán gì cả, và mình cũng đang thấy cái vùng giá trung bình của mình nó chưa vi phạm ha. Nó mới chỉ âm, nếu mà tính ra mình mua 19.4 lên trên đây mình mua quanh vùng giá khoảng 21 thì đâu đó là mình đang âm khoảng 1% mà mình có coi, thì nó cũng không có gì ạ. Chưa có nói ra được điều gì ha, thì mình cứ nắm giữ thôi. Đích ngày hôm nay, đích thật sự mà muốn tăng các bạn thì bây giờ các bạn biết không ạ, nó phải có một cái giai đoạn nhờ tích lũy thêm một đoạn nữa, rồi sau đó là nó nén chặt lại những cái khu vực này và nó xuất hiện những cái điểm mua, thì lúc đó là giờ các bạn có thể là mua ok nha. Bởi vì giai đoạn hiện tại nó cũng đang hở so với lại cái vùng MA đường trung bình nha. Phát đặt rút thì mình đang thấy nó khá là tích cực nha, và nó cũng sẽ cố gắng vận động tích cực như thế này nè, tức là sẽ có một cái cú giờ tích lũy lại cái động lượng này, ok không ạ? Và sau đó ha, hành động giá nằm trên đường MA20 và chỉ có một cái cú tăng nữa, tức là nó vượt qua cái đường trend line này, thì mình nghĩ nó sẽ có một nhịp tăng ok nha. Còn nếu trường hợp nó xấu, nó bị thủng ra khỏi cái giá mà thấp nhất của ngày hôm qua, lúc này giá này các bạn ạ, thì các bạn phải bán, tức là cái râu nến của cây nến này nha. Ok. Đó, các anh chị thấy hay đúng không? Hay thì đừng quên là bấm cho Thái một nút like, thả tim video này nha. Ok, tiếp tục. Rồi đó sẽ là cái điểm mua. Còn bây giờ thà các bạn mua hoảng loạn, còn qua hoảng loạn rồi các bạn phải chỉ có chấp nhận là mua như trường hợp như vậy thôi. Novaland thì thật sự mình đang thấy nó cũng đang phải rồi các bạn, nó phải đi ngang như vậy là siết chặt lại nền giá thôi, chứ không thể nào mà tăng mãi được đúng không ạ? Đây nè, đây các bạn, đó thì mình đang thấy được cái mẫu hình này ha, thì nó phải tích lũy trở lại, ok, rồi những phiên sau nó giữ giá được và nó sẽ xuất hiện những cái điểm mua, thì lúc đó các bạn có thể là mua được ha, như cái mẫu hình này nè. Rồi bất động sản như là đất xanh, đít, rồi HQC là cổ phiếu tím trần, nhưng bây giờ nó không còn vùng mua các bạn ạ, ha, không còn vùng mua nha. Nhưng mà những cổ phiếu này trong tương lai khi nó có những cái đoạn mà hồi quy test ngược trở lại thì các bạn có thể là giờ chờ những cái hành động như vậy mua, nó sẽ đẹp hơn và an toàn hơn cho các bạn. Ok,
Trong ngày hôm nay thì có Nam Từ Liêm cũng tăng khá là tốt nha các bạn nha. Nhưng mà cuối phiên thì giờ nó bị cái áp lực chung. Nhưng mà các bạn có thể là theo dõi cổ phiếu này, bởi vì đây là một trong những cổ phiếu là vượt đỉnh trong nhóm bất động sản công nghiệp và nhóm bất động sản nha. Rồi, thép thì vừa chia sẻ rồi, dầu khí thì mình lại không có cái đầu tư mà mình sẽ không có chia sẻ gì nhiều, đúng không ạ? Tại vì nhóm này thật sự nó phụ thuộc khá là nhiều yếu tố cho nên mình không có biết được. Còn nếu các bạn có muốn mua thì như cái lời của nói của mình này đó, ok, canh những cái phiên rung lắc mạnh các bạn có thể enter, nó sẽ đẹp hơn là các bạn là giờ đi mua trạng thái lỡ dở nha. Ok, dầu khí rồi bán lẻ vừa chia sẻ xong MWG. Có lẽ bây giờ MWG thì đang chạm này vùng kháng cự các bạn. Mà chạm kháng cự thì các bạn biết rồi là giờ không mua và nó còn nằm qua giải mây nè. Thì ít nhất giờ nó sẽ phải có giai đoạn giờ tích lũy quanh cái hộp giá này các bạn ạ. Và khi nó tích lũy đủ lâu rồi ha. Ok, các bạn yên tâm. Nó vượt qua đi rồi sau đó nó có phương án là test ngược trở lại, các bạn mua nó sẽ đẹp hơn ha. Ok. Trừ khi nào mà giá nó quay trở lại bên trong cái nền này nè và nó có những giai đoạn tích lũy mới á, thì các bạn có thể là chờ cú phá vỡ với bạn mua nó sẽ đẹp hơn. Rồi giờ Masan. Masan thì rõ ràng là giờ cái phiên vào ngày hôm qua là một cái phiên red đẹp nè, thậm chí phiên hôm nay các bạn mua giá tham chiếu luôn, mới vào vô các bạn mua cũng đẹp luôn ha. Và rõ ràng là giờ bây giờ thì nó đang chạm lại vùng kháng cự thì khó có thể là khuyến nghị các bạn là mua. Thì bây giờ các bạn muốn ấy thì nó sẽ phải tiếp tục là trạng thái như thế này ha, tái tích lũy quanh đây nè. Ok rồi, đẹp thì lúc đó các bạn mua cao hơn đó. Ok nha, Masan rồi Bet. Ok, thật ra những cổ phiếu này thì các bạn hãy đưa vào trong cái bộ lọc của mình để có khi là khi nào mà nó về là những cái điểm mà đẹp á, thì các bạn có thể là enter được, tức là quanh quanh những cái vùng giá mà nó đã đi qua, tức là rest qua chỗ này nó sẽ test được trở lại hỗ trợ nha. Ok rồi, bán lẻ rồi đầu tư công. Đầu tư công thì các bạn thấy là giờ có VCG là đầu tiên rồi. Thì VCG hành động này thì mình thấy á, cái hành động nó tăng giá vượt qua cái hộp rồi sau đó nó rest test trở lại hộp và nó sẽ đi ngang, nó lình xình vài phiên các bạn để im cho hành động đi ngang, để nó kéo cái đường MA20 này lên, nó siết chặt lại á, thì lúc đó các bạn sẽ biết được cái hành động giá là nó sẽ bật tăng lên luôn hay sao nha. Thì đối với những trạng thái này thì có một cái lời khuyên cho các bạn là giờ khi nó gặp trạng thái kháng cự là nên bán, đúng không? Và khi nó gặp lại cái vùng hỗ trợ như là ở quanh quanh đây nè các bạn, là 1/2 cái nến này, tức là đâu đó là giờ 24 ít, thì các bạn có thể là mua nó sẽ hay hơn là đuổi giá. Hút cũng tương tự nữa các bạn ạ. Hút đã chính thức vượt mây nữa. Ok, những phiên tới mà sắp tới nhờ, nó có rung lắc á, thì các bạn có thể là mua cổ phiếu này được nha. Canh rung lắc mà mua thôi. Và có thể là test trở lại quanh đâu đó là vùng giá khoảng 20.3 cộng trừ. Rồi CI, nếu như các bạn chọn hút rồi thì các bạn khỏi chọn C nha. Nói chung là những cổ phiếu này vẫn đang nằm ở trên được cái đường trendline, chưa có gì xấu cả ha. Vẫn đang cố gắng tích lũy lại trong cái biên hộp này nè. Đẹp. HV rồi BCG. BCG thì các bạn biết mà, đây cái hành động ha, phá vỡ rồi sau đó giờ bung bắt test rồi trở lại. Ok, thì các bạn hãy đợi cho những cái pha rung lắc đó, nó test rồi trở lại để nó kéo đường này lên nè, thì lúc đó các bạn vừa mua hỗ trợ và mua thêm một cái phiên nhờ red out qua nó là đẹp đó. Thì đó là cái góc nhìn mà các bạn sẽ phải biết khi nào đầu tư nha. Ok, còn thật sự là trong group VIP thì mình vừa chia sẻ kiến thức như vậy và mình sẽ đồng hành và nhắc nhở mọi người thêm những cái thời điểm nào mọi người xuống tiền ha. Ok, và những cổ phiếu nào vùng giá nào cụ thể, rồi sau đó bạn quản trị rủi ro đầu tư công. Rồi giờ thủy sản. Thủy sản thì ngày hôm nay các bạn thấy giờ ASM các bạn nè, nó cũng y chang hành động vậy thôi. Tại vì nó cách xa cái đường MA20 này cho nên nó phải chờ đường MA10 này, nó phải tịnh tiến sát gần các bạn, và khi nó càng áp sát khung thành như vậy nha, thì ở những cái cú phá vỡ mà chất lượng phá vỡ mới á, thì nó sẽ tốt hơn vì nó đã có một cái quá trình là đi ngang tái tích lũy trở lại hơn nhau là ở chỗ này. Ok rồi, hôm nay thì nói chuyện cũng khá là nhiều. Các bạn ạ. Các bạn thấy là CMX rồi VHC cũng tương tự một cái mẫu hình như vậy ha, nó phải chờ một cái sự tích lũy trở lại cho nó đẹp. Rồi bất động sản khu công nghiệp thì các bạn thấy là ADR nó cũng phải có một cái sự tái tích lũy trở lại các bạn ạ. Ok, nó qua đi mua được không đu các bạn nha. KBC thì lại đẹp nè các bạn nè. Ok, và KBC là phiên này ha đang nỗ lực gì ạ? Đây kéo lên rồi retest rồi sau đó kéo lên ra khỏi hộp và retest, và nó sẽ đang đi giống chỗ này nè ha, giống. Và có một cái ngày nào đó đẹp trời, nó chỉ cần nó vượt qua vùng giá đâu đó là 32.5 các bạn, và với vol to thì lúc đó giờ chính thức là nó đã
Đó đã tạo đáy quanh cái vùng này này các bạn nào, tức là cái đường trend line nó vừa test lại nha. Ngày hôm nay vẫn giữ nguyên đường trend line và mình đánh giá nó là ổn, đúng không? Long Điền Gấp cũng xin lỗi mọi người, ADC cũng ổn nè, Nam Từ Liêm vừa chia sẻ rồi, VR, nói chung là những cổ phiếu này ha, nó phải buộc lòng test tích lũy trở lại một thời gian rồi nó sẽ coi ngó những cổ phiếu lớn á. SJC nè cũng tương tự như vậy ha. Rồi VGC nè, cứ để im cho cổ phiếu nó chạy rồi sau đó nó có những cái đoạn mà chúng ta phải vào sóng ngược trở lại thì chúng ta sẽ coi cái vị thế mà chúng ta enter, ok mà. Rồi bất động sản khu công nghiệp, ok. Hóa chất, dệt may nè, TNG, nói chung thì nó đều có một cái chung phô các bạn, nó đang đi ngang. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đang thấy cái đường MA20 nó đang duỗi ngang thôi các bạn ạ. Ok, trừ khi nào nó có biến động quá mạnh á thì nó test lên hoặc là nó đạp xuống luôn, nhưng mà hiện tại thì chúng ta đang thấy là giờ nó đang không có xu hướng, nó chỉ có là đang tích lũy trên cái đường MA20 mà thôi, một cái biên độ nó bắt đầu nó đang siết chặt trở lại. Thì đối với những nhà đầu tư mà đánh theo trường phái này thì bạn phải chấp nhận là giờ mua những vùng giá thấp rung lắc rồi sau đó bạn kỳ vọng một cái nhịp nó đánh tăng lên đó, thì đó là cái dạng cổ phiếu bạn có thể là ấy được. Đạm Cà Mau rồi DCC, Đạm Phú Mỹ nha. Trong cái cổ phiếu mà nhóm bất động sản các bạn còn thể chú ý là giờ Đạt Phương Group nè, HDC này các bạn nè. Đó, nhớ là Đạt Phương Group là ngày hôm nay các bạn thấy mà nó test trở lại cái hộp giá này và nó rút chân, và nó đã có rất là nhiều lần là test giờ vượt qua cái vùng giá này rồi ha, cho nên là cái chuyện này là chuyện sớm muộn để nó vượt qua và có một cái cú giờ red out thần thánh chỗ này các bạn. Đó, thì lúc đó các bạn chưa mua được á, thì bây giờ các bạn giờ chấp nhận là suốt chờ cho nó tích lũy xong và khi nó phá vỡ lên thì các bạn sẽ có một cái trạng thái vào lệnh rất là đẹp. Ok, rồi giờ HDC các bạn ạ. Rồi HDC thì thật ra thì mình thấy giai đoạn hiện tại ông này ông cũng đang retest ngược trở lại thôi các bạn. Ok, và nó phải chờ những cái cú nén giá mới nha. Rồi Hà Đô Group các bạn, Hà Đô Group thì rõ ràng là gì, mẫu hình là vai đầu vai các bạn hả, vai đầu vai ngược hả. Ok, đó, test lên này thì quá đẹp cho cái nhóm chỗ này. Rồi các gì đừng quên là bấm cho Thái một nút like, thả tim video này. Còn ai muốn vào trong group VIP thì chủ động nhắn tin Zalo cho Thái hả. Rồi gì ạ, tiếp theo là chúng ta sẽ ngó qua cái câu chuyện của những cổ phiếu nào. Bây giờ chúng ta đã đi ngân hàng rồi nè, chứng khoán rồi nè, bất động sản rồi nè, những cổ phiếu tiềm năng nhất nha, thép rồi nè, ok, rồi bất động sản của công nghiệp nè, rồi đầu tư công nè, cơ bản là như vậy các bạn. Bán lẻ một cổ phiếu là DC World, thì các bạn có thể là chú ý cổ phiếu DC World nha. Mình đang thấy cái trạng thái giờ nó bật tăng lên rồi test trên line rất là đẹp, và khi nó có những cái đoạn mà rung lắc các bạn có thể là thấy lấy được vị thế nha. Ok, video đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình nhận lệnh thị trường vào tuần sau. Chúc các bạn là cuối tuần vui vẻ nha. Bye bye.